Xin chào các bác nhá. Chào mừng bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Nhìn Lạnh. Âm ly lại về tiếp các bác nhá. 20:00 hàng ngày. Con gì ấy? Sơn xui à? Thôi. Sơn xui thì sao nào? Quay đi sao nào? Hôm nay ông lại quay chạy đâu đây? Sơn xui gì ấy? Hàn Quốc. Luôn đi rất đẹp. Đẩy đam này lại về quay con này con A50 25 mã này. Đây. Nhiều đầy lắm. Rất nhiều. Cái này là con gì đây? LSA gì đây? Hai ấy. Nhiều. Đây. Rất nhiều của nhà đang bóc. Đấy. Cứ 20 giờ hàng ngày em lại lên. Đang bóc kìa. Nhiều lắm. Limit thật luôn. Con gì đấy? Con gì là vàng vàng ơm bươm đấy? Cứ loại là trên 200 em chơi. Yamaha. Toàn công suất lớn đấy đúng không? Nè. Sếp. Con này con gì đây đẹp phết đây. Pioneer. Các thể loại luôn. Ơ sân xui này. V7500B này. Sân xui 7500B này. Ui. Đấy. Sân xui đấy. Đền ông này. Đền ông AVC2000 này. Con này con gì đây? Yamaha. Ui. Đây có này em đang bóc nhau nhá. Hẹn các bác ở 20 giờ tối nay nhá. Rất nhiều luôn. Đấy, xin chào các bác.